Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn em. Rồi, chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay chưa ạ? Sáng hôm nay theo lịch là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. So according to the schedule, today is the day that Jesus Christ was born. Nhưng mà trong những ngày qua thì chúng ta đã nghe sứ điệp Giáng sinh nhiều rồi đúng không ạ? But for the past few days, you already heard about Christmas very much. Chính vì vậy, buổi sáng hôm nay tôi sẽ không giảng sứ điệp Giáng sinh. So I will not teach about Christmas this morning. Nhưng tôi sẽ đem đến cho hội thánh của Chúa một cái nguyên tắc. But I will give you a rule in the Bible. Để chúng ta có thể bước đi ở trong sự đắc thắng. So that you can walk in the winning. Bởi vì cái sự đắc thắng này nó rất là quan trọng. Because this victory is very important. Nếu chúng ta không biết được cái nguyên tắc đắc thắng này, if we did not know this rule, thì rất là có thể tất cả những cố gắng của chúng ta nó lại trở nên vô ích. Our trying, our effort will become to none. Và cái chủ đề buổi sáng hôm nay tôi học với hội thánh, and the subject this morning, đó là hợp tác để chiến thắng. Chủ đề hợp tác để chiến thắng. Ở trong chúng ta cùng xem ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Xuất Ê Tô Ký đoạn thứ 17 từ câu số 8 cho đến hết đoạn. Working together to be successful. So the book of Exodus chapter hết đoạn. Chapter 17 verse 8 to the end. Là trên hội thánh chúng ta cùng nhau chúng ta mở ra và tôi sẽ đọc cái phần Kinh Thánh này. Please open the book of Exodus chapter 17 verse 8 to the end. Yeah. Sứ Thư Ký đoạn 17 từ câu 8 cho đến hết đoạn, tôi xin phép đọc. Và khi đó, dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Rephidim. Môi-se nói cùng Giô-suê rằng: "Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nóng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay." Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói để cự chiến dân Amalek. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nóng. Và hãy đương khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng. Nhưng khi người sụi tay xuống thì dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên, tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói với Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ." Môi-se lập một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi và nói rằng: "Bởi vì Amalek có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia." Ở tại nơi đây, có lẽ đối với mỗi chúng ta thì cái câu chuyện về trận chiến của dân Israel với dân Amalek là một cái câu chuyện rất là quen thuộc. I think that this story in the Bible about this battle is very similar to you all. Chúng ta đã nghe nhiều tôi tớ của Chúa chia sẻ về cái phân đoạn Kinh Thánh này rồi. And you may heard it from many pastors. Nhưng mà chúng ta tin một điều rằng lời của Chúa thì luôn luôn là mới. But the word of God is always new. Chính vì như vậy đó mà chúng ta thấy rằng chỉ một quyển Kinh Thánh thôi mà bao nhiêu ngàn năm nay vẫn đem đến sự ích lợi cho chúng ta mỗi khi chúng ta học. For example, this Bible been using for a thousand years and it still became useful in our life. Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Linh là thần lẽ thật, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật. Because the Holy Spirit will leading you into the truth of God. Và chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha chúng ta. And when you know the truth will release you. Chính vì thế mà chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh này và chúng ta tôi tin rằng phần Kinh Thánh này sẽ là thật sự ích lợi cho mọi chúng ta. Therefore I believe that this will become useful in your life. Tôi sẽ tóm tắt cái nội dung của phần Kinh Thánh này để cho chúng ta dễ hiểu hơn. I'll make a brief summary about this story. Chúng ta thấy trong cái phần Kinh Thánh này có
hai nhóm người. There, có hai nhóm người. There are two group of people in this story. Một bên là dân Amalek. One is the Amalek generation. Một bên là dân Israel. And the other side is Israel. Nhưng mà ở trong dân Israel thì lại phân ra thành hai nhóm nữa. But in Israel they divide into two more group. Đó là một cái nhóm là Joseph và những tráng sĩ. The first group is Joshua and the army. Nhóm này trực tiếp đối diện với kẻ thù nghịch là dân Amalek. This is the one who stand on the battlefield. Một cái nhóm là Moses, Aaron và Hur. And the second group is Moses, Aaron and Hur. Cái nhóm này thì không có đối diện trực tiếp với Amalek. This one is standing in the back. Nhưng thắng hay bại nó lại nằm ở trong tay của cái nhóm này. But the victorious depend on the second group, which is Moses. Chúng ta thấy rằng có lạ không ạ? Giô-sê lãnh đạo quân lính, lãnh đạo những tráng sĩ đi giao chiến cùng dân Amalek. Some of you may ask that why does the army not gain the victory? Nhưng ông lại là không phải là cái người quyết định cho cái trận thắng hay là bại. But depend on Moses, how is that possible? Nhưng cái đối tượng quyết định cho cái thắng hay là bại lại là một cái nhóm người không có đối diện trực tiếp. The key, the crucial element is not the army. How come that's possible with them? Yeah. Và chúng ta nhìn thấy trong cái bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào trong cái nhóm người mà cái nhóm này là cái nhóm quyết định cho sự chiến thắng. So in this the priest, I will hope you pay attention to Moses group. Chúng ta xem họ đã làm gì để đem đến sự chiến thắng cho dân Israel. And what did they do to gain victory? Chúng ta sẽ không nói đến cái nhóm người là Joshua và những chiến sĩ. We are not paying attention to Joshua very much. Bởi vì trong cái phần kinh thánh này thì họ thắng hay bại đó là cái quyền quyết định hay là cái sự quyết định ở tại nơi Moses, Aaron và Hur. Because the decision is in the hand of Moses. Cho nên chúng ta sẽ không học về họ. So we will not pay attention to Joshua. Mà chúng ta sẽ học về cái sự kết hợp hay là cái sự kết hợp giữa Moses, Aaron và Hur. But we will learn about a combination of Joshua, Moses, Aaron and Hur. Bởi vì cái nhóm người này là cái nhóm người đem đến sự chiến thắng cho dân Israel. Because they are the one who bring victory. Nhưng mà để trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái tên từng cái nhân vật ở trong phần kinh thánh này để chúng ta dễ dàng chúng ta ứng dụng nó vào trong đời sống thuộc linh của chúng ta ngày hôm nay. Before we start, we will go detail in every single name in the story. Trước tiên, Amalek. First, Amalek. Amalek là ai? Who is Amalek? Ở trong từ điển thì cái chữ Amalek hay là dân Amalek này nó có ý nghĩa là cái kẻ nổi loạn, cái kẻ chống đối. In the dictionary, this word stands for rebellion. Và chúng ta, nếu chúng ta để ý trong hành trình của dân Israel từ khi họ ra khỏi xứ Ai Cập cho đến khi họ vào nhận lấy đất hứa. So in the journey of Israel during from Egypt into the coming into the Promised Land. Mỗi một giai đoạn của họ đều đối diện với một cái kẻ thù đặc biệt. Each period they stand against a specific enemy. Mà cái kẻ thù này họ phải thắng hơn thì họ mới có thể tiến tới được. And in order to face forward, they need to win over these enemies. Và chúng ta tạm thời chia cái hành trình của dân Israel từ khi ra khỏi xứ Ai Cập cho đến khi vào nhận đất hứa thành hai hành trình. This is a long journey, so we will divide it into two parts. Hành trình đầu tiên đó là từ khi ra khỏi xứ Ai Cập cho đến khi đến bờ cõi của đất hứa. So the first part is from Egypt into the border of the Promised Land. Và hành trình thứ hai là khi dân Israel vượt qua sông Giô-đanh để vào chiếm đất hứa. The second part is when they cross the river Jordan. Pass. Chúng ta sẽ thấy như thế này. Hành trình đầu tiên, cái kẻ thù đầu tiên dân Israel phải đối diện, Kinh Thánh ghi lại, đó chính là Amalek. The first enemy that they facing is Amalek. Hành trình thứ hai và cái đối tượng mà dân Israel phải chiến thắng đầu tiên ở trong hành trình thứ hai đó là thành Jericho. The first enemy of the second part of the journey is Jericho.
Vậy thì Amalek và Jericho nó có liên quan gì với nhau? So how come Amalek and Jericho become relative? Amalek nó là cái kẻ nổi loạn, nó là cái kẻ kiêu ngạo. Amalek is the rebellion, the pride enemies. Jericho nó cũng là hình bóng của sự kiêu ngạo. Jericho is also the image of the pride. Nếu không thắng Amalek thì không thể đến bờ cõi của đất hứa. If they cannot defeat Amalek, they cannot come to the border of the promised land. Nếu không thắng Jericho thì không thể chiếm được đất hứa. If they cannot win over Jericho, they cannot take the land of the promised land. Và chúng ta thấy dân sự của Chúa ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta không thể nào bước đến bờ cõi của đất hứa, bước đến bờ cõi của những lời hứa của Chúa. And some of us today we cannot even came to the border of the promise that God gave us. Là bởi vì chúng ta chưa đánh bại được Amalek. Because we haven't defeat Amalek yet. Cũng có những người họ đã bước qua được bờ cõi đất hứa rồi, nhưng họ chưa có thể chiếm hữu được tất cả mọi lời hứa của Chúa. Some people already crossed the border, but they still cannot take their own land for them. Là bởi vì họ chưa chiến thắng được Jericho. Because they is not winning against Jericho. Và chúng ta thấy thế này, Amalek là một kẻ thù bất ngờ ập đến đánh dân Israel. And Amalek is a surprisingly appear enemies. Jericho là một thành trì có sẵn. Jericho is already a city. Vậy thì Amalek và Jericho tất cả nó đều là có ý nghĩa của sự kiêu ngạo, của sự nổi loạn. All these enemies stand for the pride and rebellion. Nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? But what's the difference? Nó khác nhau chỗ này. Amalek là hình ảnh của những cái tư tưởng kiêu ngạo mà ma quỷ nó gieo vào trong tâm trí của chúng ta. Amalek is the thought of pride that devil came in your mind. Còn Jericho là hình bóng của bản tánh kiêu ngạo có sẵn ở trong chúng ta. But Jericho is the nature of pride in us. Chúng ta phải chiến thắng nó. We need to win it, win against it. Thì chúng ta mới có thể nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. So that we can complete receive the promise of God. Đến lúc này chúng ta đã nhận diện được Amalek và Jericho ở trong đời sống chúng ta chưa? So have you identified the enemies in your life? Chúng ta sẽ thấy Amalek nó tấn công chúng ta như thế này. Amalek attack us like in some ways. Khi chúng ta bắt đầu phục vụ Chúa, when we begin the missionary, became a servant, thì bắt đầu có tư tưởng nó gieo vào trong tâm trí của chúng ta. We will begin to have the thought in our mind. Nó nói rằng chúng ta giỏi lắm. And the thought said this. Nó nói là chúng ta có tài lắm. I'm the best. Nó nói rằng chúng ta thế này thế kia và nó tôn chúng ta lên. And we become the best in our own thought. Và nếu chúng ta tiếp nhận những cái lời nói đó, and if we continue to thought, have a thought like that, chúng ta đang bị Amalek đánh bại. We are being defeated by Amalek. Và cái cuộc hành trình chúng ta bước đi theo Chúa bị dừng lại. And the journey been stopped at that moment. Chúng ta không thể kinh nghiệm được những cái điều tuyệt vời hơn ở trong cái tiến trình chúng ta bước đi theo Chúa. We cannot move forward to gain more experience with God. Và cái điều này anh chị em kiểm tra lại trong lòng của mình đi. So search again your heart. Chúng ta sẽ thấy nó đã từng xuất hiện ở trong lòng của chúng ta, ở trong tâm trí của chúng ta. It may appear in your heart, in your mind once, at least once. Nhưng hành trình của dân Israel phải tiếp tục đi tới. But the journey needs to be continued. Và để tiếp tục đi tới được, phải thắng Amalek. And to move forward, you have to win against Amalek. Vậy thì làm sao để thắng được Amalek? So how come we can do that? Chúng ta sẽ thấy Môi-se nói với Giô-sê, hãy chọn những tráng sĩ và tranh chiến với Amalek. So Moses said to Joshua, choose your army and fight against Amalek. Ngày hôm nay, chúng ta phải biết được Amalek và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta tranh chiến với Amalek. So we need to know who is Amalek in our life and we need to stand against it. Đó là tranh chiến với cái tư tưởng kiêu ngạo, cái tư tưởng nổi loạn có thể có ở trong chúng ta. We fight against the pride of thought in our mind. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không thể thắng Amalek. But we cannot win against it. Chỉ với đạo quân của Giô-sê. Only with Joshua's army. Nhưng phải có đạo quân của Giô-sê. But we need. Thì mới chiến thắng. We need the army. À, chúng ta theo kịp chưa? Không thể thắng với đạo quân này. Bởi vì đạo quân này không quyết định cho sự chiến thắng.
Nhưng phải có đạo quân này thì mới dẫn đến sự chiến thắng. We cannot win if we do not have the army of Joshua in our life. Ngày hôm nay chúng ta không thể chiến thắng nổi cái sự kiêu ngạo. We cannot win the pride in our life. Nếu chúng ta không sẵn sàng quyết định để chúng ta đối địch với nó. If we're not able to be ready to stand against it. Nhưng nếu chúng ta dùng sức riêng của mình, chúng ta dùng cái khả năng của mình để chúng ta đối địch với nó, không dẫn đến sự chiến thắng cho chúng ta. But we cannot gain victory by our own strength. Nhưng chúng ta phải lệ thuộc vào trong cái nhóm người thứ hai. We need to depend on the second part. Đó là Môi-se, which is Moses, Aaron, Hur-re and Hur. Vậy thì làm sao để cho cái nhóm người này quyết định được sự chiến thắng cho đạo quân mà Joshua đang dẫn dắt? So how can we make Moses become the key for the army to win? Làm sao để đời sống của mỗi chúng ta chiến thắng được cái tư tưởng kiêu ngạo nó gieo vào trong tâm trí của chúng ta? How comes we should win the thought of pride in our life and mind? Lệ thuộc vào trong cái nhóm người này. Depend on the second Moses, group of people. Moses, Aaron và Hur. Moses, Aaron and Hur. Vậy thì Moses, Aaron và Hur là hình bóng của những chỉ về những ai ngày hôm nay. So this group of people, what did it stand for in our life today? Moses là người được Chúa gọi. Moses is the calling one. Giống như ngày hôm nay là tôi tới của Chúa, là người mà Chúa kêu gọi, là người Chúa ban cho khải tượng. Just like us, the one who being called and gained the vision of God. Còn Aaron và Hur là người mà Chúa đem đến để hợp tác với Moses. But Aaron and Hur is the one who been called to working with Moses. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết làm thế nào để hợp tác để chiến thắng. Now we will go into the detail. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói thế này. Bible said. Tay Moses cầm cây gậy và khi tay Moses đưa lên. Moses held up his hands. Thì Joshua thắng. And just that's that moment Joshua will be the one who's winning. Nhưng khi tay của Moses hạ xuống. But when Joseph lets down his Moses lets down his hand. Thì Joshua thua. Joshua is failing. Tôi hỏi với các bạn chị em. Khi tay của Moses hạ xuống, cây gậy có còn ở trong tay ông không? When the hand of Moses is down, does the army win? Vẫn còn, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao cái sự khác biệt gì giữa tay đưa lên và tay hạ xuống? So what the difference here when his hand is hold up and when his hand is let down? Vậy thì chúng ta để ý như thế này, chúng ta sẽ thấy thế này. Let's pay attention to this. Vậy thì cái điều mà khiến cho đạo quân của Joshua chiến thắng đặc biệt hơn nữa, nó không phải là cái cánh tay mà nó là cái gậy. It's not the hand of Moses but it is the staff in his hand. Đúng không ạ? Cây gậy ở trong tay của Moses khi đưa lên. The staff in the hand of Moses when he hold up. Thì Joshua thắng. Joshua is prevail. Hạ xuống. When the hand is down. Thì Joshua thua. Amalek is prevail. Vậy cây gậy này nó là cái gì? So what is this staff? Tới chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy thế này đây. We can see this. Đối tượng chính là cây gậy. The first element is the staff. Được không ạ? Đối tượng chính để quyết định cho sự chiến thắng nó là cây gậy. It is the staff. Nhưng cái đối tượng phụ nhưng mà nó không phải là không quan trọng, đó là Moses, Aaron và Hur. But the supporting element is Moses, Aaron and Hur. Có nghĩa là cây gậy này khi được đưa lên thì sự chiến thắng sẽ đến cho dân Israel. When the staff is hold up, vậy Israel cây gậy victory. Này là cái gì? So what is this staff? Kinh Thánh nói rằng cây gậy này là cây gậy của Đức Chúa Trời. Bible says this is the staff of God. Moses nói như vậy đó. Moses nói với Joseph, hãy chọn những sáng sĩ để ngày mai ra tranh chiến với dân Amalek. Còn ta, ngày mai, ta sẽ làm gì? Ta sẽ đi lên đầu nóng, tay cầm cây gậy của Đức Chúa Trời. Just like Moses says, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Vậy thì cái cây gậy này có ý nghĩa gì? So what did it stand for? Cây gậy là hình bóng chỉ về uy quyền. The staff stands for the authority. Và cây gậy này của ai? And who is the staff? Cây gậy này của Đức Chúa Trời. This is the rod of God. Hay nói khác hơn là khi
quy quyền của Đức Chúa Trời được tôn cao, được đưa lên, tức là được tôn cao, thì dân Israel và Giô-sê chiến thắng. This is the image of when the authority of God is held up, Israel is prevailed. Nhưng khi quy quyền của Đức Chúa Trời không được tôn cao, but when the authority of God is not being held up, thì dân Israel thất bại. Israel become failure. Vậy thì tới chỗ này chúng ta sẽ thấy nguyên tắc để chúng ta thắng hay là bại ở trong trận chiến thuộc linh. So we can see this is the rule in the spirit realm battlefield. Nó không phải nằm ở trong cái chỗ khả năng chiến đấu của Giô-sê. It's not in the hand of Joshua, the one who. Hay nó khác hơn là nó không nằm ở cái chỗ cố gắng bằng xác thịt của chúng ta. It's not by the strength of our flesh. Nhưng nó nằm ở chỗ đó là uy quyền của Chúa có được tôn cao ở trên đời sống của chúng ta hay không. But the key is the authority of God and our life being held up. Bất cứ lúc nào cây gậy được đưa lên, every time that the rod is held up, có nghĩa là bất cứ lúc nào uy quyền của Chúa được tôn cao, which means the glory to the authority of God, thì sự đắc thắng ở trên dân sự của Ngài. The victory is in our people. Nhưng một lúc nào đó uy quyền của Chúa không được tôn cao, but for some time the authority is being let down, thì sự thua bại đến trên dân sự của Chúa. And the failure came. Nhưng bây giờ chúng ta tìm hiểu xem tại sao Môi-se lại có được cây gậy này. But we will see how does Moses have this rod. Cái gậy này được gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời đúng không? It was called a rod of God. Tại sao Môi-se lại có? How did Moses have it? Quý vị có thể đưa ý kiến đi, tại sao theo chúng ta thì tại sao Moses lại có được cây gậy này? So why does Moses have this rod? Chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta đọc cuộc đời của Moses chúng ta sẽ thấy rằng thật ra cây gậy này ban đầu nó là cây gậy của Moses. As first this is the rod of Moses. Cây gậy này nó đã đi theo Moses. Chúng ta có thể nói nếu cái thời gian ngắn đó thì nó cũng đã đi theo Môi-se suốt 40 năm khi Môi-se chăn chiên ở trong đồng vắng. It's been in the hand of Moses for 40 years. Nhưng mà tại sao từ cái cây gậy của Môi-se bây giờ lại trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời? But how come the rod in the hand of Moses become the rod of God? Nó có một vấn đề. There's a problem here. Một ngày kia Môi-se thấy bụi gai cháy mà không có tàn. One day Moses see a burning bruise. Môi-se tẻ bước tới. Moses và came. Chúa đã phán với Môi-se. And he received the speak of God. Chúng ta tạm lược qua những cái khía cạnh khác không liên quan đến cây gậy nha. Tạm lược qua. Thì chúng ta sẽ thấy rằng sau khi tất cả một cái lời nói của Chúa với Môi-se, thì bắt đầu Chúa hỏi Môi-se, tay ngươi cầm cái gì? After all what he speak to Moses, God asked, what did you have in your hand? Và Chúa đã kêu Môi-se, hãy quăng cây gậy ngươi xuống đất. And God asked Moses, throw your rod on the ground. Có đôi khi chúng ta đọc cái câu chuyện này và cái khía cạnh này chúng ta bỏ qua. Sometimes we did not pay attention much in this story. Chúng ta cứ chú ý đến chỗ là cây gậy nó biến thành con rắn thôi. We just pay attention to the rod become the snake. Mà chúng ta không chú ý đến cái chỗ đó là Chúa kêu Môi-se phải quăng cây gậy của người xuống đất. But the point is God asked Moses to throw the rod on the ground. Vậy thì cái hành động Chúa kêu Môi-se là hãy quăng cây gậy của người xuống đất. So when có God, ý nghĩa gì? So when God asked Moses to do that, what is the meaning? Trước tiên cây gậy là hình ảnh chỉ về uy quyền. The rod stands for the authority. Nhưng trước khi cây gậy này bị quăng xuống đất theo mạng lệnh của Chúa, thì cây gậy này là cây gậy của Môi-se. Before it became the rod of God and became the authority, it was in the hand of Moses. Hay nó khác hơn là trước khi chúng ta vâng phục Chúa, thì chúng ta cũng có uy quyền đúng không? Which means became we. Chúng ta cũng có cái quyền của mình. We have our own authority. Chúng ta cũng có cái lợi của mình. We also have our right. Chúng ta cũng có những cái gì đó nó thuộc về thế gian này là của mình. We have something this in this life that is belong to us. Trong cái câu chuyện người cha trẻ giàu có đến gặp Chúa Giêsu. In the story of the rich, the one who came to Jesus. Người cha trẻ này hỏi là làm thế nào để tôi có thể trở thành môn đồ của Chúa? The rich man asked, how can I become an apostle to you, with you? Chúa nói là hãy giữ hết điều răn. Thì ông nói rằng tôi đã giữ tất cả mọi điều đó từ khi còn nhỏ rồi. God said keep all the commandments and I said I did from the young age. Nhưng mà Chúa lại nói thế này, còn thiếu một điều. But there's one more. Hãy về bán hết gia tài, chia cho người nghèo rồi quay trở lại theo ta. So sell all your property.
cây gậy mà Chúa muốn cái người cha trẻ này phải quăng đó chính là gia tài. The rod that Jesus wants this man to throw is his property. Tức là cái tại vì sao tôi giải thích rằng cây gậy của người cha trẻ này chính là gia tài là bởi vì đó cái cây gậy của một người đi ở trong sa mạc đó nó ngoài cái việc nó là cái ý nghĩa của nó là quy quyền thì nó còn ý nghĩa khác nữa. Beside the meaning of authority, the rod in the hand, one man is have another meaning. Nó là cái chỗ nương dựa. It is the dependent. Có ai đã từng đi đi đồi cát ở tại Phan Thiết chưa? Who ever go hiking? Nếu chúng ta không có cái cây gì để cái cây gậy để ta chống mà chúng ta chỉ đi bằng hai cái chân chúng ta thôi đó, chúng ta đi được bao xa trên đồi cát đó? Without a rod or a staff in a hand, we not be able to walk along. Chúng ta đi không nổi đúng không ạ? Not able to. Nhưng mà khi có cây gậy để chúng ta chống thì chúng ta có thể đi được xa hơn. But when we have something in our hand, we can go much further journey. Thì cái cây gậy này nó là cái nơi nương dựa cho cái người đang đi ở trong sa mạc. So the rod is the supporting thing for our life. Đối với Môi-se, nó là cái chỗ nương dựa của Môi-se. Và đối với chúng ta, đó là những gì mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng nó có thể là cái chỗ dựa vững chắc cho mình. In our life, this is the thing that we think that it should be the thing that we need to depend on. Hãy quăng cây gậy người xuống đất. So throw it away. Hãy từ bỏ những gì mà người đang nương dựa. Throw away what you have. Có thể đó là việc làm. Maybe your job. Có thể đó là một cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ vững chắc cho chúng ta. Something that we think it will be the foundation of our life. Nhưng Chúa nói hãy quăng nó xuống. But God says throw it all. Rồi cái cây gậy này nó lại có ý nghĩa gì nữa? Một người đi trong sa mạc thì ở trong sa mạc sẽ có rắn, bò cạp. A man walking in the desert, it may have scorpion and snake. Và cái cây gậy này sẽ giúp cho cái người đi trong sa mạc có thể giải quyết được những cái mối nguy hiểm cho mình. And the rod became a weapon in the hand of this man. Ngày hôm nay chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những gì mà chúng ta nghĩ rằng nó là cái cứu cánh để giúp cho chúng ta giải quyết những cái sự khó khăn trong đời sống của chúng ta, giải quyết những cái nguy hiểm trong đời sống của chúng ta, giải quyết những cái gì mà chúng ta đang bị bế tắc trong đời sống này không? So are you willing to give up all the things that you thought is the foundation of your life? Chúng ta thử hình dung, chúng ta đang đứng ở trước một sự chọn lựa. For example, we stand in front of a choice. Chúng ta cần cái nhu cầu. We need something. Và chúng ta có thể nhờ con người, nhờ một ai đó ở trong mối liên hệ của mình. And we can ask for help from a human. Để giải quyết cái nan đề đó cho chúng ta. To solve our problem. Nhưng bây giờ Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ cái chỗ đó. But God wants us to not asking for help from a human. Đó là hình ảnh Chúa muốn Môi-se quăng cây gậy của ông xuống. That is similar to the picture of God asking Moses to throw the rod on the ground. Và chúng ta thấy điều gì? What do we see in this? Sau khi Môi-se vâng lời Chúa để quăng cái cây gậy đó xuống. When Moses obeyed God and throw the rod away. Và sau đó, after that, thì Chúa lại kêu Môi-se nắm lấy cái đuôi con rắn bởi vì cây gậy đó đã biến thành con rắn rồi. And God asked Moses, now hold, spread out your hand and hold the tail of the snake. Thì cái cây gậy, xin lỗi, thì cái con rắn nó lại trở thành cây gậy. And the snake became a rod once again. Và kể từ bây giờ, from that moment, cây gậy đó không còn là cây gậy của Môi-se nữa. That's not the rod of Moses anymore. Mà là cây gậy của Đức Chúa Trời. But it's the rod of God. Chúng ta học được cái điều gì ở trong chỗ này? What's the lesson for us in this? Chúa muốn Môi-se quăng cây gậy. God wants Moses to throw it away. Chúa muốn chúng ta từ bỏ. God wants us to give up the thing. Chỗ dựa, our dependent, những cái phương cách, những cái sự giải quyết, cái sự bảo vệ hay là tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể giúp đỡ cho chúng ta ở trong đời này. God wants us to give up all the things that we can realize on our life. Nhưng những điều đó nó không đến từ Chúa. But the thing that is not come from God. Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ nó. God wants us to give up it all. Nếu chúng ta dám từ bỏ nó, if we dare to do that, chúng ta thấy đặc biệt lắm. We will have a special. Môi-se quăng cây gậy. Moses threw the rod away. Nhưng Môi-se không mất cây gậy. But he did not lose it. Mà cây gậy đó biến đổi để trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. The rod become a tool in God's hand. Đôi khi Chúa muốn chúng ta từ bỏ. Sometimes God wants us to give up something. Nhưng Chúa không để chúng ta mất. But surely God will not let us lose it. Nhưng nếu chúng ta dám từ bỏ, but if we dare to give it up,
thì Chúa sẽ biến nó thành sức mạnh của Ngài. God will turn it into God's strength for us. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Abraham. Remember the story of Abraham. Chúa kêu Abraham, hãy đem đứa con một yêu dấu của ngươi dâng cho ta làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia. God asked Abraham, put your son on the altar for me. Và Abraham sẵn sàng vâng theo. But Abraham he's still willing to do that. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời có lấy đứa con một của Abraham không? But you can see that Abraham, God did not take the son away. Không. No. Ngài không lấy đứa con một này. Ngài trả đứa con một này lại cho Abraham. Abraham is still having his own son. Ngài tặng thêm cho Abraham một con chiên để làm của lễ thay cho con của mình. And God gave Abraham a sheep to replace the son in the altar, on the altar. Và Ngài lại tặng thêm cho dòng dõi Abraham con một yêu dấu của Ngài. And God also gave Abraham his generation. Hebrew đoạn 2 câu 16, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu Ngài đến không phải để vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham. In the book of Hebrews chapter 2 verse 14, Jesus came to help the generation of Abraham. Và đó là lý do mà tại sao ngày hôm nay chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được gọi là con cháu của Abraham. Therefore today when we believe in Jesus, we were called the son of Abraham. Chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta nhận lấy mọi phước hạnh của Abraham. We believe in Jesus and we will receive the blessing of Abraham. Galati đoạn 3 câu 14 câu 13 và câu 14 nói như vậy. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Một cái câu chuyện khác nữa để chúng ta thấy cái sự dám từ bỏ và nhận lại. Another story of giving up. Philip đoạn 2 từ câu 6 cho đến câu 8. Philip chapter 2 verse 6 to 8. Nói về Chúa Giêsu. The story about Jesus. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. He's xong one... chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài tự bỏ mình đi, hạ mình xuống trở nên như một người. Ngài đã vâng phục như thế nào ạ? Vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Jesus, he gave up his place on heaven and became a flesh to die, even dies on a cross for us. Ngài đã bỏ, phải không ạ? He gave up. Nhưng sau đó, từ câu 9 đến câu 10, đến câu 12 thì nói thế nào? But from the verse 9 to verse 12. Cũng vì đó. Vì đó là vì cái gì? And also because of that. Vì Ngài dám từ bỏ. He dared to give up his place on heaven. Vì Ngài dám vâng phục. He dared to obey and dies on a cross. Mà Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao. So that God ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. So God gave Jesus the highest place on heaven and name above all name. Đó, những hình ảnh đó để chúng ta thấy. Cây gậy, chúng ta thấy được cái nguồn gốc của cây gậy của Môi-se. So that is the origin of the rod of Moses. Hay nói khác hơn là cây gậy của Đức Chúa Trời mà Môi-se có trong tay. So or maybe the rod of God in the hands of Moses. Nó từ của Môi-se phải không ạ? It's from Moses. Nhưng dám vì Chúa, dám vâng lời Chúa mà từ bỏ. But for God and because of God he gave up it. Ngày hôm nay chúng ta có muốn Đức Chúa Trời Ngài biến những cái của chúng ta đang có trở thành cái của Ngài để chúng ta sử dụng trong quy quyền của Ngài hay không? So do you dare to turn the thing in your hand into God's hand but you are the one who's using it? Chúng ta có muốn quy quyền mà chúng ta đang có nó sẽ được nhân lên trở thành quy quyền của Đức Chúa Trời không? Do you want your authority become the authority of God but you have the right to use it? Chúng ta có muốn cái khả năng chúng ta đang có nó lại trở thành khả năng của Đức Chúa Trời không? Our own ability become the ability of God. Vậy thì những cái khả năng nào chúng ta đang có mà nó có thể trở thành khả năng của Đức Chúa Trời nếu chúng ta vâng phục đây? So what is the thing that we can give up? Ta lấy ví dụ nha. For example, cái khả năng của chúng ta đang có đó là chúng ta có thể đặt tay lên trên người khác. First ability is we can lay hands on people. Khả năng chúng ta tới đó đó. That's all we can do. Đúng không ạ? Khả năng chúng ta chỉ tới đó thôi. We only can lay hands. Nhưng chúng ta dám từ bỏ, chúng ta dám vâng phục Chúa thì cái sự đặt tay của chúng ta nó không dừng lại ở chỗ là đặt tay. Nhưng nó sẽ chuyển giao phước hạnh, chuyển giao sự sức giàu, chuyển giao quyền năng, đem đến sự chữa lành, đem đến sự tự do. If we dare to obey God, not only lay hands, but the lay hands also give you the healing. Chúng ta có muốn điều đó không? Do you want that in your life? Chúng ta có muốn
tiền của chúng ta nó trở thành tiền của Chúa không? Our money become the money of God. Cái chỗ này nó hơi nhạy cảm một chút xíu ha. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng, but if we dare to do it, thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm như vậy. We will have a most special experience. Mà tiền của Chúa có nghĩa là thế này nè. Chúa nói tiền là của ta, xin lỗi, vàng là của ta, bạc là của ta. God said, gold is mine, silver is mine also. Và đương nhiên khi nó trở thành tiền của Chúa rồi, có nghĩa là đôi khi chúng ta không có giữ nó trong tài khoản của mình. But so which means that we cannot hold it up in our account forever. Nhưng có một điều khi chúng ta cần, but this is the special thing, when we need it, thì Ngài sẽ đáp ứng. God will give it to us. Trong những ngày đi tổ chức lễ Giáng sinh ở miền cao, in the past few days that I have a Christmas journey, tôi với một sư Bửu gọi điện với nhau và nói chuyện với nhau. I have a talk with Pastor Bửu. Tôi hỏi một sư Bửu là anh định đi tới đâu. I ask him, where are you planning to go more. Một sư Bửu nói đi tới đâu hay tới đó, bởi vì không có tiền. Pastor Bửu answered me, just as God said, because I don't have money at the time. Tôi cũng nói em cũng vậy đó, em sử dụng tiền của ngày Chủ nhật vừa rồi đi giảng anh các hội thánh dân hiến và sử dụng cái tiền đó để đi đó. And I also I'm also go just like the plan of God, not on my own plan. Nhưng mà chúng tôi đã đi khắp cái vùng miền cao. But thanks to that we got all the church in a high place. Chúng tôi đã giảng lời của Chúa cho anh chị em ở trên đó. We teach for the brother and sister on the place. Và chúng tôi đã hoàn thành cái hành trình của mình. And we finished our journey. Và trở về đây. And came back home. Chứ không phải là chỉ đi tới đâu hay tới đó. Tiền của Chúa nó trở thành, xin lỗi, tiền của chúng tôi nó trở thành tiền của Chúa. Our money became money of God. Và tiền của chúng tôi nó có giới hạn, but nhưng tiền của Chúa thì không có giới hạn. Our money is limit, but God is limitless. Chúng tôi đối diện với quà cho thiếu nhi thôi. Xin lỗi, là chỉ là quà cho thiếu nhi thôi. When talking about a gift for children, khoảng 3.000 phần quà, around 3,000 portion, nhân cho 40.000 một phần, and about 40,000 VND in Vietnamese currency. Chúng ta biết bao nhiêu không? 70-80 triệu. It became 70 to 80 millions. Và Chúa đã biến cái đồng tiền giới hạn của chúng tôi, but God turned our limit money, thành cái sự vô hạn của Ngài, into his limitless. Quà cho thiếu nhi đầy đủ. The 3,000 portion is always enough. Tôi tới Chúa là một sư Eric. Pastor Eric. Được kêu gọi để đi truyền giáo ở những quốc gia khác. Was called on a missionary on different nation. Ông đã sử dụng hết những gì ông có. He using all he have. Đương nhiên những gì ông có không đủ cho chuyến đi. And it's not enough. Nhưng Chúa đã cung cấp. But God is the provider. Ông đang giảng tin lành ở những đất nước mà chúng ta không thể đến được. He preaching the gospel for place that we cannot be able to come. Chúng ta có dám quăng cái cây gậy của chúng ta xuống không? So do you dare to throw your rod on the ground? Nhưng mà bây giờ chúng ta đi tới quan kế tiếp. Let's cây gậy của Môi-se trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. The rod of Moses became the rod of God. Nhưng lại đối diện một vấn đề khác. But we're facing another problem. Cây gậy này phải được đưa lên. This rod needs to be held up. Chứ cây gậy này không đưa lên thì dân Israel vẫn thua bại. If the rod is being let down, Israel is not prevail. Chúng ta có uy quyền của Chúa. We have the authority of God. Chúng ta có ơn của Chúa. We have the blessing. Chúng ta có sự sức dầu của Chúa. The oil. Chúng ta có khả năng của Chúa. The ability. Nhưng nếu chúng ta không tôn cao nó, but if we did not give the glory to God, không thể đem đến sự đắc thắng. Cannot gain the victory. Nhưng có một cái nan đề nó xảy ra ở trong cái câu chuyện này. But there's a problem in this story. Đó là tay của Môi-se mỏi. Is when Moses' hand were heavy. Tại vì sao? Ông là con người. Because he is human in flesh. Ông có sự yếu đuối của ông. He have his own weakness. Ông không có trọn vẹn. He is not perfection. Và tay của ông mỏi. And his hand became heavy. Bây giờ chúng ta thử hình dung thế này. Just have this example. Nếu là cái nguyên, nếu chỉ cái nguyên tắc của sự đắc thắng là cây gậy phải được đưa lên, if the rule of victory is that the rod needs to be held up, thì có thể Aaron với Hur có thể đưa ra một cái kiến nghị. Aaron and Hur maybe give another solution. Moses ơi, Moses, bây giờ tôi đề nghị như thế này. I have an idea for you. Chúng ta chia ca ra. We split part. Ông cứ đưa cây gậy của Chúa lên. You just do your part as held up the rod.
lúc nào ông mỏi, tôi Aaron sẽ thay thế. When you are tired, I Aaron will take the place. Rồi khi tôi mỏi, and when I thì Hurer sẽ thay thế. And when I tired, Hurt will take the place. Khi Hurer mỏi, when Hurt is tired, thì ông lại tiếp tục. Came back to you. Miễn làm sao cây gậy của Chúa được đưa lên thôi. We just take turn. Chúng ta thấy cái cách này hợp lý không? Maybe a good idea. Quá hợp lý phải không ạ? Maybe suitable. Nhưng Kinh Thánh không làm như vậy. But the Bible did not say about it. Tại sao? Why is that? Bởi vì nó có một cái nguyên tắc nữa. Because there's another rule. Đó là cây gậy này là cây gậy của Aaron chứ không phải cây gậy của cây gậy này là cây gậy của Môi-se, không phải cây gậy của Aaron mà cũng không phải cây gậy của Hurer. Because in the first place the rod belonged to Moses. Cây gậy này nó trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời là bởi vì Môi-se dám từ bỏ. It became the rod of God because Moses dared to give it up. Môi-se dám vâng lời, Môi-se dám hy sinh. Moses dared to obey and sacrifice his own thing. Cho nên cây gậy này nó chỉ có giá trị, nó chỉ có sức mạnh khi nó nằm ở trong tay của Môi-se mà thôi. Therefore this rod only have the value when it's in the hands of Moses. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa sở dĩ không đắc thắng được. Today the church doesn't gain victory. Là bởi vì họ không có tôn trọng cái sự kêu gọi của Chúa ở trên tôi tới của Chúa. Because they did not respect the calling for God on his servant. Họ có thể nhìn thấy tôi tới của Chúa chưa có trọn vẹn. They seeing the incomplete in the servant of God. Và họ muốn rằng cái người tôi tới của Chúa đó phải nghỉ đi để họ có thể đứng lên, họ thay thế cái chỗ đó để họ tiếp tục họ cầm cái cây gậy họ đưa lên. And they want to replace the one who's been calling by God. Và có phải các hội thánh của Chúa hiện tại đang làm như vậy hay không? And church nowadays is doing the same thing. Đó là lý do mà hội thánh của Chúa không thể chiến thắng. They did respect the calling. Vậy tại sao bắt buộc là phải tay của Moses cầm? So why it has to be the hand of Moses? Chúa tôn trọng cái sự vâng lời của Moses. God respect the obedience of Moses. Và Chúa chỉ biết cái người nào mà Ngài gọi mà thôi. And God only call out the one he chosen. Có một cái câu chuyện khác để chúng ta hiểu được cái chỗ này. Đó là câu chuyện của hai con trai Aaron được ghi lại trong Lê Vi Ký đoạn 10. There's another story in the book of Leviticus chapter 10, the two sons of Aaron. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu cầm lư hương mình, bỏ lửa lên và dâng lên cho Chúa một thứ lửa lạ. These two sons of Aaron gave on the altar to God a strange fire. Và một ngọn lửa từ trong bàn thờ của Chúa lòe ra nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. But the flame from the altar of God spread out and burned them alive. Bây giờ chúng ta suy nghĩ nha. Hai con trai Aaron, họ là cái gì? Two sons of Aaron. Họ là ai? Họ là thầy tế lễ. They are the priests in Israel. Đúng không ạ? Bởi vì Chúa chọn Aaron và dòng dõi của ông làm thầy tế lễ. Because God chose Aaron thì in his generation. Con trai của Aaron là thầy tế lễ. Therefore, two of the sons is also the priest. Và họ lấy lư hương của họ. Họ bỏ lửa vào, họ lấy lửa từ đâu bỏ vào? Đương nhiên trong sự thờ phượng ở trong giao ước của Môi-se không ai được phép đem cái gì ở bên ngoài vào trong đền tạm đó đâu. Tất cả mọi thứ đều để sẵn ở trong đó. Lửa, hương thánh đều ở trong đền tạm. In the laws of Moses, everything that gave up to God in the temple has to be inside of it. Họ lấy lư hương mình, bỏ lửa vào, để hương lên. Có cái gì khác lạ hay là có cái gì từ ở ngoài đem vào không? So what the difference? What's the strange thing that happened here? Không. Tất cả đều ở trong đền tạm cả. Everything is inside of it. Nhưng lửa mà họ dâng lên trước mặt Chúa thì Chúa nói là đó là một thứ lửa lạ. But the Bible said the flame that they gave up to God is the strange fire. Vậy tại sao nó lại là lửa lạ? So what is the strange fire here? Là bởi vì như thế này nè. Chúa chọn Aaron và Chúa lập Aaron làm thầy tế lễ thượng phẩm. God made Aaron as the top priest at that time. Còn các con trai của Aaron là thầy tế lễ để giúp đỡ cho chức vụ của Aaron. But his son is only been calling for the assistant to help Aaron. Ngài không có gọi những người con trai này đứng vào trong cái chỗ của Aaron để thay thế Aaron. God did not call them to replace Aaron.
Ngài lập Aaron làm thầy tế lễ thượng phẩm thì Ngài chỉ biết Aaron thôi. God make Aaron the top, he only speak to Aaron. Và Ngài chỉ nhận cái lửa dâng lên từ cái lư hương của Aaron mà thôi. And God only received the flame from the censer of Aaron. Những cái lửa khác được dâng lên từ những cái lư hương khác là lửa lạ. All different censer from all different people is strange fire. Môi-se đã quăng bỏ cái gậy của mình theo mạng lệnh của Chúa. Moses gave up his rod by the obey of God. Và Ngài ban lại cái gậy đó cho Môi-se. And God gave back Moses the rod that he threw away. Cho nên cây gậy này nó chỉ có thẩm quyền khi nó ở trong tay của Moses. Therefore the rod only have the value in the hand of Moses. Nó không có thẩm quyền khi ở trong tay người khác. It's become nothing in the hand of Aaron. Sự sức dầu, sự kêu gọi, khải tượng của Chúa, cho tôi tới của Chúa. This is just like the anointing. Ngài chỉ nhận lấy nó từ tôi tới của Chúa mà thôi, là người mà Ngài kêu gọi. He only using the one that he's calling. Nói như vậy, chúng ta không quan trọng, phải không? Some say so, which means I did not being called, I'm not important. Không, chúng ta vẫn rất là quan trọng. But that is not true. Nhưng mà tôi chú ý đến chỗ này. Tôi muốn anh em chú ý đến chỗ này. Let's focus right here. Môi-se mỏi tay. The hand of Moses became heavy. Có đôi khi chúng ta thấy tôi tới của Chúa không hoàn hảo. The servant of God maybe sometimes not perfectly. Có đôi khi chúng ta phát hiện ra tôi tới của Chúa có lỗi lầm. We all have mistakes. Có đôi khi chúng ta phát hiện ra tôi tới của Chúa có sự yếu đuối. Sometimes we have weakness, we fail. Nhưng mà tôi hỏi quý vị ha, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao Chúa cho chúng ta nhìn thấy sự không trọn vẹn của tôi tới Chúa không? But maybe you should ask yourself, why should God let us see the mistake in His servant? Tại sao người khác không thấy mà chúng ta lại thấy? Why not the other but us see the mistake? Tại sao người khác không biết chúng ta lại biết? Why don't we know that? Có nhiều khi chúng ta nói rằng vậy là Chúa cho tôi cơ hội để tôi thế chỗ. Some people say God gave me the chance to replace that one. Nhưng không. But no. Đây là điều mà tôi học được từ Chúa. This is the thing, the lesson that I learned. Đôi khi Chúa cho chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của tôi tới Chúa. Sometimes we see the weakness of the servant, the one who's been calling. Để Chúa thử xem chúng ta có vâng phục Chúa hay không. This is the test that should we obedient at that time. Chứ không phải Chúa cho chúng ta thấy sự yếu đuối của tôi tới Chúa là để chúng ta có cơ hội để khởi nghĩa. Not by taking the advantage at that weakness to rebellion. Mở rộng thêm chút xíu ha. Let us expand here. David được gọi là người làm theo lòng của Chúa. David was called the one who obeyed God. Và trong quá trình mà David chạy trốn khỏi Saul đó, and in the time that when he running from Saul, có hai lần David có thể giết Saul dễ dàng. There are two times David could kill Saul easily. Mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy dường như là Chúa cho David cơ hội để giết Saul. And this is the chain that God gave to David. David đang trốn trong một hang đá. David was hiding in a stone. Saul đi vào đó để đi vệ sinh. Saul came in. Đương nhiên, ông personal. đi cái riêng tư đó thì ông đi mình thôi, đâu có đem quân lính theo. For his own personal need. Giết dễ không? It's easy for David. Quá dễ phải không ạ? À? Too easy. Nhưng David đã không giết. But một David lần nữa, David cũng đang trốn trong một cái hang đá và Saul vào trong hang đá đó để ngủ. A second time when Saul was asleep. Và chúng ta để ý chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng Chúa rải cái sự ngủ mê ở trên những người đi theo Saul luôn. And Bible said God gave all the people around Saul sleep. Nếu chúng ta là David, if we are David at that time, Chúa khiến cho những người đi theo Saul ngủ mê luôn. If we have that chance, chúng ta sẽ nói gì? What will you say? Ôi cảm ơn Chúa, cơ hội đây rồi. Thank God you gave me the chance. Nếu chúng ta là David, có lẽ chúng ta sẽ nói như vậy, bởi vì chúng ta suy xét, nếu Chúa không muốn tôi giết Saul thì tại sao Chúa lại khiến cho những người kia ngủ mê? If you did not want me to kill this man, why you give me the chance? Không, nhưng mà Chúa, ý muốn của Chúa, tư tưởng của Chúa khác. But the thought of God is different with us. Chúa muốn tìm một cái người mà cái người đó
trao hoàn toàn duyên cớ của mình cho Chúa. God wanted to choose the man who gave all the decision into the hand of God. Để Chúa là sự công bình của người đó, chứ người đó không tự làm sự công bình cho mình. So that God become his own righteousness. Và đôi khi Chúa cho những cái cơ hội mà nó bày ra ở trước mắt của chúng ta. Therefore, God always gives us all many chances. Rất là dễ dàng chúng ta hạ bệ một người. Easily for us to take advantage of it. Nhưng nên nhớ rằng, but remember this thing. Chúa không muốn chúng ta hạ bệ người khác. God doesn't want us to look down on people. Chúa không muốn chúng ta tự làm nên sự công bình cho mình. God don't want us to make our own righteousness. Chúa muốn chúng ta để Ngài là đấng binh vực cho chúng ta. God wants to become our defender. Và chúng ta thấy rằng David đã không giết Saul mặc dù có hai cơ hội. Therefore, David did not take the chance even though he had two time of it. Và David trở thành người làm theo lòng của Chúa. And David became the obedience. Và ngôi nước của David còn lại đời đời. And the kingdom of David became eternity. Cho nên đôi khi sự yếu đuối của tôi tới Chúa. Well, sometimes the weakness of a servant of calling one. Là sự thử thách, sự lòng vâng phục của dân sự Ngài. It is the test for us. Chứ không phải là cơ hội. Not a chance. Để làm cuộc cách mạng. To become a rebellion. Và bây giờ chúng ta quay trở lại. Back to the story. Moses mỏi tay. The hand of Moses became heavy. Và chúng ta thấy Aaron và Hu-rơ đã làm gì? But what did Aaron and Hu-rơ do? Does. Trước tiên, họ làm một cái chỗ ngồi vững vàng cho Moses. First, they took the stone and put it under Moses. Ngày hôm nay, nếu chúng ta thấy tôi tớ của Chúa có những sự yếu đuối, có những sự lo lắng, có những cái gánh nặng, có những cái áp lực, chúng ta làm gì cho tôi tớ của Chúa đây? If we see a burden at the servant of God, what should we do for that man or that woman? Chúng ta có giống như Aaron và Hu-rơ là làm cho tôi tớ Chúa một cái chỗ ngồi vững vàng. Will you become Aaron and her that make a seat for that for Moses? Hay chúng ta gây thêm áp lực cho tôi tớ Chúa? Are we taking more pressure to them? Có thể trong bài học này chúng ta hiểu rồi, cho nên chúng ta sẽ nói là tôi sẽ làm cho tôi tớ Chúa một cái chỗ ngồi vững vàng. Maybe we just learn the Bible. I will do just like them did. Nhưng thực tế chúng ta cứ gây áp lực thôi. But in reality, maybe sometimes we don't. Quý vị thử suy xét xem có phải như vậy không? So are you willing to? Khi chúng ta thấy tôi tớ của Chúa yếu đuối, khi chúng ta thấy tôi tớ của Chúa có những cái sự không hoàn hảo, when chúng ta sẽ làm gì? When we see the servant of God became weak or downfall. Có thể Aaron, có thể Hu-rơ nói Môi-se ơi, ông già rồi, thôi ông nhường chỗ đi. Aaron and Hur-rơ said, you Moses, you old, just take your time and rest, let the thing that we do for you. Ngày hôm nay cũng có nhiều người sẽ nói, ôi mục sư ơi, tôi thấy mục sư ông phạm lỗi này, ông phạm lỗi kia, ông không còn đủ sự tôn trọng trước mặt dân sự nữa, ông nghỉ đi, ông từ chức đi. Some people say to the pastor today, you are not worthy anymore. Chúng ta nghe cái tư tưởng này nó quen không? The thought may be similar to you all. Không, nhưng kế hoạch của Chúa thì không phải như vậy. But this is not the plan of God for us. Kế hoạch của Chúa là Aaron, Hu-rơ làm cho Moses một cái chỗ ngồi vững vàng. The plan of God is Aaron and Hur make a seat for Moses that he can sit down there. Có nghĩa là những người mà Chúa đem đến để chúng ta ở trong một cái chức vụ giúp đỡ cho tôi tớ của Chúa. Which means we need to assist the missionary of a servant. Nếu chúng ta thấy tôi tớ của Chúa còn những cái lĩnh vực chưa trọn vẹn. If we see the mistake in his missionary. Chúng ta hãy giúp đỡ. Assist him. Để cho tôi tớ của Chúa được vững vàng ở trong cái vị trí mà mình đang đảm nhiệm từ Chúa hay là nhận từ nơi Chúa. So that our position in the kingdom of heaven became more stable. Nếu một ai đó dùng những lời xuyên tạc để tấn công, if somebody attacking my word, thì chúng ta phải binh vực để vị trí của tôi ta Chúa được vững vàng. We need to defend the servant of God, the one being called, so that his position became more stable. Đó là cách của Aaron và Hu-rơ đã làm. That is the thing that Aaron and Hur-rơ do. Rồi, sau khi họ đã cho Moses một cái chỗ ngồi vững vàng rồi, họ làm gì tiếp theo? And after that, họ ở hai bên. They stand beside Moses. Họ đỡ tay Moses lên. They stay up his hand. Ngày hôm nay, Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. God wants us to do this. Cây gậy vẫn phải ở trong tay của Moses. The rod in the hand of Moses. Nhưng Aaron và Hur-rơ phải làm sao để giúp cho tay Moses
cứ được đưa lên. But Aaron and Hur assist Moses so that his hand can hold up the rod. Hãy giúp đỡ, hãy đồng lòng cùng tôi tới của Chúa. So give your help to the servant of God. Hãy mang lấy cái khải tượng của tôi tới của Chúa. Assisting him. Hãy tôn cao cái khải tượng đó. Bring up the helping. Cũng giống như Aaron và Hur đã đỡ tay Môi-se lên, tức là đỡ cây gậy của Chúa ở trong tay Môi-se được đưa cao lên. Aaron and Hur stayed up the hand of Moses just like the rod being held up in the hand of Moses. Chúng ta nhớ rằng kẻ thù mà dân Israel đối diện lúc này, the enemies of Israel at that time, là Amalek. Is Amalek. Là sự kiêu ngạo. The pride. Là sự nổi loạn. The rebellion. Cho nên để thắng được kẻ thù này, therefore to win against this enemy, phải thắng bằng cái sự đầu phục. We have to win by obedience. Phải thắng bằng cái sự hiệp một. Wins by united as one. Phải thắng bằng cái sự tôn trọng, sự kêu gọi của Chúa ở trên tôi tới của Chúa. Winning by respecting the calling of God. Phải thắng bằng cách mỗi người đứng đúng chỗ của mình. You stand your own ground that you've been called. Chứ không phải là lúc để thể hiện tài năng. Not by taking the ground of the other. Và khi Môi-se, Aaron và Hu-rơ đã ổn định cái chỗ của mình rồi. And when Moses, Aaron and Hur take place stably. Giô-se thắng. Joshua win the battle. Giô-se đánh bại Amalek. Joshua wins against Amalek. Chúng ta có muốn hội thánh của Chúa đắc thắng? Do you want a victory on your church? Chúng ta có muốn hội thánh của Chúa được mở rộng? The church is expanding. Chúng ta có muốn tất cả mọi lời hứa của Chúa, hội thánh của Chúa sẽ tiếp cận được? All the promise became reality. Từng người trong hội thánh của Chúa nhận được ơn của Ngài. Every single one of you gained the anointing. Muốn làm được điều đó. If you want that. Người lãnh đạo trong hội thánh. The leader. Đại diện là Môi-se. The leader is stand for Moses. Moses stand for leader. Những chức vụ giúp đỡ. The assistant. Đại diện là Aaron và Hu-rơ. Which is us. Phải đứng đúng chỗ của mình. Therefore we need to stand in the right phải place. Phải tôn cao khải tượng mà Đức Chúa Trời đã đặt để. Held up the vision that we have. Tôn cao cho đến lúc nào? And until when? Cho đến khi mặt trời lặn. Until the sun is down. Có nghĩa là cho đến hết thời gian. Which means until the time is complete. Cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Until Jesus came back. Cho đến khi chúng ta qua đời. Until we pass away. Hoặc là cho đến khi Chúa nói Chúa muốn chúng ta phải đứng vào trong vị trí khác. Until God gave us another place to stand. Rồi, nếu nói như vậy, Aaron và Hu-rơ đứng đúng vị trí của mình thì Aaron và Hu-rơ có được phần thưởng gì không? So what is the prize that Aaron and Hu-rơ gained when they stand in the right position? Tôi sẽ đi nhanh, tôi không mở kinh thánh ra, nhưng mà quý vị sẽ đọc, quý vị sẽ thấy những cái phần thưởng này đây. Trước tiên, Aaron được Chúa chọn là thầy tế lễ trong giao ước của Môi-se. First, Aaron was called to become the priest in a covenant with Moses. Môi-se là người Chúa chọn và Môi-se mang cái tên của Môi-se là cái tên của giao ước của Chúa với dân Israel. The Moses is the one being chosen and the one who stands for the covenant with Israel between Israel and God. Aaron là người giúp đỡ cho Môi-se để đỡ cánh tay của ông lên. Aaron is the assistant of Moses. Aaron trở thành thầy tế lễ trong giao ước đó. And Aaron become the priest in that covenant. Tức là cái người đứng trung gian giữa Chúa và dân sự. Which means the one who stand in the middle of Israel and God. Vậy thì phần thưởng này lớn không ạ? That is the best prize. Phần thưởng này lớn. Phần thưởng này rất đặc biệt phải không ạ? Good one. Rồi, Hu-rơ thì sao? What about her? Chúa đã chọn Hu-rơ và dòng dõi của Hu-rơ, ban cho họ đầy dẫy Đức Thánh Linh và các nghề khéo léo. God gave her and his generation all the Holy Spirit để xây dựng đền tạm của Đức Chúa Trời. And all the talent to build up the temple of God. Vậy thì chúng ta có thể đem cái hình ảnh đó vào trong thực tế ngày hôm nay. And so that bring up in your life today. Nếu chúng ta đứng đúng vị trí của mình để chúng ta giúp đỡ cho tôi tới của Chúa được vững vàng. If you stand in the right position and assisting the servant of God stably. Thì phần thưởng của Chúa dành cho chúng ta là gì? What is the prize for us? Chúng ta sẽ trở thành người trung gian. We will become the some sort like broker. Chúng ta sẽ có thể trở thành một tiên tri, một trong những chức vụ ở trong chức vụ mà Chúa đã ban cho hội thánh. We may become a prophet. Chúng ta trở thành cái người xây dựng hội thánh của Chúa.
We became the builder of the church. Đặc biệt không? That is something very special. Cho nên không có mất phần thưởng của chúng ta đâu. So don't worry about your prize. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho mọi chúng ta. May God help you all. Để chúng ta biết được kế hoạch của Chúa. So that we can go with the plan of God. Chúng ta sẵn sàng vâng phục, hợp tác với tôi tớ của Chúa. We are willingly to obey and work with the servant of God. Hợp tác với Chúa. Work with God. Để chiến thắng. So that we can gain victory. Chiến thắng sự kiêu ngạo. Win against chiến the pride. Chiến thắng sự nổi loạn. Against the rebellion. Và để chúng ta được gọi vào trong kế hoạch của Ngài. So that we are the one who being called in the plan of God. Như Aaron đã được Chúa gọi vào trong kế hoạch của Ngài là trở thành thay tế lễ. Just like Aaron being called to become the priest. Hô-rơ được Chúa gọi vào trong kế hoạch của Ngài là trở thành người xây dựng đền thờ của Ngài. Hurt would being called to become the builder of the temple of God. Và Chúa nói như thế này, Chúa nói với Môi-se như thế này. And after the battle, God said to Moses. Bởi vì Amalek có đưa tay lên nghịch cùng ngôi của Đức Chúa Trời. Because Amalek stand against the throne of God. Nên Đức Chúa Trời tranh chiến với Amalek từ đời nọ sang đời kia. Therefore the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Nếu if chúng ta muốn đắc thắng, you want to have victory, chúng ta phải đầu phục. We have to surrender. Nếu chúng ta không đầu phục, if we did not, dân sự của Chúa sẽ thất bại. Failure will come upon us, on the people of God. Và rất là có thể chúng ta lại trở thành kẻ đối địch với Đức Chúa Trời. And we may be the one who stand against God. Bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Because God hate the rebellion but give blessing to the one who obey. Cho nên ngay ngày hôm nay tôi muốn hội thánh của Chúa. So today I want you. Mỗi một người. Each one of you. Chúng ta phải xác định. Identify the thing. Chúng ta cần phải kết ước trong sự hợp tác với Chúa, với tôi tớ của Ngài, để đem sự đắc thắng đến cho vương quốc của Đức Chúa Trời. The thing that you should do and you should, the place that you should stand so that you can have victory in the plans of God in your life. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.